đến cửa hàng Danh Tiệm 2 thành phố Cần Thơ, mình hỏi tham khảo một số giá xe trong tháng 5 đấy chứ, đầu tháng 5 cho các bạn cùng xem nha. Rồi đầu tiên là chiếc Vario. Thì Vario thì nó tầm giá khoảng 60 triệu lăn bánh. Còn chiếc 150 thì 125 thì nhiêu em? Chiếc 125 thì khoảng 45 triệu. Rồi. Giờ mình hỏi giá luôn cái dòng đây là cái dòng Sonic. Chiếc Sonic thì hôm nay là tầm giá 65 triệu các bạn, là giấy tờ lăn bánh luôn ở ngay thành phố Cần Thơ đó. Cái phiên bản này là phiên bản đặc biệt hả em? À, phiên bản này là phiên bản đặc biệt. Còn mấy phiên bản thường thì giá sao? Mềm hơn nữa hả? Dạ. Giảm mềm hơn khoảng mấy triệu em? Trên lệch khoảng 2 triệu hơn á. Trên lệch khoảng 2 triệu hơn, tùy theo thời giá nha các bạn. Tại vì nó này nó xe nhập ra nó trên lệch hàng ngày. Thì mình giá thì cũng tham khảo chung chung vậy thôi. Trong cái tầm đó. Rồi đây là mình thấy luôn là có chiếc dòng Su. Đây là cái dòng Sachia nhập nè các bạn. Thì chiếc Sachia này hôm nay nó tầm giá lăn bánh luôn tại Cần Thơ nó khoảng nhiêu em? Giấy tờ là khoảng 50 mấy triệu. Giấy tờ luôn đó. Giấy tờ luôn. Là khoảng 50 dưới 60 ha. Đúng rồi. Khoảng 58 không? 8 59 rồi ha. Tùy ngày rồi. Đây cái là cái dòng Sun này nó có hai dòng. Một là nó có cái hiệu này, tức là đâu, có remote chống trộm. Có remote chống trộm. Là dòng Việt Nam nó có không? Không. Việt Nam nó không có cái remote chống trộm này phải không? Này dòng thường rồi các bạn. Dòng thường là cái này nó không có remote chống trộm. Thì cái hai cái dòng này nó chênh lệch sao em? Nó có chênh lệch giá gì không? Có chênh lệch này, cái nó chênh lệch nhau khoảng 1 triệu. Khoảng 1 triệu ha. Có cái chống trộm nha các bạn. Nó hai dòng nha. Cho các bạn rõ. Rồi màu thì như giá như nhau ha em. Dạ. Tất cả màu sắc ha. Dạ. Dòng Sachia này thì không có phân biệt màu. Còn Sonic thì có. Đây các dòng Sachia đây. Rồi. Rồi tới em Etkin. Giấy tờ luôn là dưới 55 triệu nha các bạn. 218 đây có màu vàng. 218 thì nó rẻ hơn chắc khoảng 2 triệu em. 218 đó hai dòng bảo mẫu đang mắc. Vậy đó hả? Nhưng mà đây mình bán đồng giá luôn. Đồng giá luôn. Cái màn hình nó điện tử. Nhập khẩu là do không còn mẫu đó nữa. Rồi đây em Medkin. Đây. Còn cái mẫu trong là cũng 218 luôn không? 218 luôn, đồng giá luôn. 218 219 hôm nay đồng giá luôn. Giới thiệu sơ bộ về bản tập lô của nó. Đồng hồ cơ, đồng hồ điện tử. Đây cái đồng hồ cơ. Bên đây là 218 là cái đồng hồ cơ nha các bạn. Rồi này là đồng hồ điện tử. Sơ bộ 219 nó đi cái bánh lớn, bánh trước lớn hơn một size phải không em? Lớn hơn một size. Lớn hơn size. Bản tập lô nó có tắt. Có công tắc tắc mở máy khẩn cấp. Rồi đây là nó có cái gọi ưu tiên báo đèn đèn ưu tiên 4 đèn. Rồi dòng 218 này không có. Không có gì hết. Chưa có. Về bề ngoài thì nhìn cũng giống nhau. Đây. Sonic. Đã lấy 125 hả? Đây là dòng quay.
2019 2018 giá này chưa lăn bánh nó khoảng nhiêu? Mẫu mới chưa lăn bánh tầm 65. Còn mẫu này mẫu mà bỏ mẫu cũng hơn 70 á. À. Nó theo thời giá mỗi ngày. À. Cái kia là 65 trở lại, bánh căm nó còn rẻ nữa. Bánh căm rẻ mà mình rẻ hơn được mấy triệu em? 3 triệu. Bánh căm rẻ hơn được 3 triệu ha. Rồi. Căm rẻ hơn được 3 triệu nữa. Rồi. Đầy đủ nha các bạn. Thì có nhu cầu cứ liên hệ điện số điện thoại cửa hàng nha. Cung cấp đầy đủ các màu luôn. Đầy đủ màu luôn ha em. Mình ở đây mình full màu luôn. 219 là nó có cái ống nè, ống lọc khí thải nè. Giống như địa phương gọi là trái bắp. Địa phương gọi là trái bắp nha các bạn. Đây. Cái dòng này nó giúp cho tiết kiệm xăng hơn chút đỉnh hay gì? Tiết kiệm xăng đồng thời đạt chuẩn khí thải. À, tiết kiệm xăng hơn, chuẩn khí thải hơn. Tiết kiệm xăng và đạt chuẩn khí thải. Chuẩn mới. Chuyển Euro 4 nữa. Rồi. Đó. Cái bánh căm là cái tem chìm đúng không? Đó. Cốp rộng rãi giống như cái bình xăng này nó lớn hơn khu chợ Việt Nam đúng không? Nó nói hình như nó lớn hơn nửa lít hay gì đó. 4,5. Nhìn bề ngoài thì nó như nhau ha. Chắc cái lường nó sâu hơn chút. Rồi. Này là giá này vào tháng 5 nha các bạn, tháng 5 năm 2019 nha. Rồi tiếp đến là cái dòng có ở đây mình có cái dòng lít 125 nha các bạn. Lít 125. Lít 125 thì cái mâm nó mười mấy. Cái mâm nó nhỏ hơn hả? Bánh nhỏ, dòng bánh nhỏ hơn. Dòng bánh. Vậy là nó khác với thằng 125 Wario. 125 Wario là nó bằng luôn phải không? Giống nhau. Nó... cái bánh đó kìa giống nhau. 125 của Vario với Thái Lan là giống nhau hoàn toàn. À, cái đường kính mâm nó 14 hả? Còn kia mấy cũng vậy không? Cũng vậy là cái bảng hả? Ý em nói cái bảng bánh đấy phải không? Cái bảng bánh, bảng bánh 125 nó nhỏ hơn. Đây là cái lít Thái 125 nha, cái bô nó không có cái chụp hay sao. Rồi thằng này nếu mà lăn bánh tại Cần Thơ luôn là tầm giá khoảng nhiêu em? Dưới 70 triệu. Dưới 70 triệu. Đây là chìa khóa bình thường, chìa khóa chìa. Không có mà mask key. Rồi dòng lít 125. Đây đầy đủ hết nha. Đầy đủ hết, lít 125, lít 150, lít 150 đây, lít 150 thì tầm giá là gần 100 rồi, hôm nay gần 100 nha các bạn. Rồi, quay vô. Rồi Vario thì giá hôm nay là nó này dòng này là 125. Thì giấy tờ luôn khoảng 45 ha. Yeah. Giấy tờ luôn khoảng 45 triệu. Nó gồm mấy màu em? Không nhớ nổi à. Nó tùm lum màu chứ. Đỏ, chủ yếu là đỏ trắng với 125 thì nó đâu có màu nhám hả? Có màu nhám luôn hả? Rồi giới thiệu với các bạn luôn, đây là chiếc gì? Hiểu bạn này. Kobe. Chiếc này giá nhiêu em? Giá cũng tầm 4 ngoài triệu. 4 ngoài ha. Còn mẫu của Thái Lan là 6 ngoài. À này cũng của Indo đây hả? Mẫu trong Thái Lan hả? Không, ở đây không có Thái Lan. Rồi. Sukobi. Ở đây là copy nè của Indo, giá có 4 mấy thôi, lăn bánh.
lăn bánh luôn phải không em? Đúng rồi. Rồi giá lăn bánh luôn khoảng 4 mấy à, cái này cho những bạn nữ chạy cũng rất là đẹp. Copy của Honda. Chiếc này có giá lăn bánh luôn khoảng 40 ngoài nha các bạn. Để mình giới thiệu chi tiết cho các bạn xem chiếc này nó hơi lạ chút mà ít người chạy. Đây cái đầu đèn, đầu đèn cơ có điện tử. Copy. Copy này máy 110 nha các bạn. Rồi, mình đi cũng review giá rồi quay sơ sơ cho các bạn nha. Đây đây nó có cái hộp đựng đồ nè. Đây. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng, mình có quay cái bảng hiệu cửa hàng đó. Các bạn cứ liên hệ địa chỉ và số điện thoại cửa hàng đó.